Lời chúc sức khỏe trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, ban lãnh đạo hội, ban lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Tam Quan, ban lãnh đạo hội, ban chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt. Cán bộ phòng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Vĩnh Yên và các ông bà là trưởng các ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc cũng như tất cả người dân hội viên trong câu lạc bộ Sao Việt thành phố Vĩnh Yên. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa bà Ngô Kim Liên, Ngô Thu Quyên, cán bộ trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Vĩnh Yên. Kính thưa các ông bà lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Khai Quan, Tam Quan, ban lãnh đạo hội, ban chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt, các bà là trưởng nhóm, các nhóm trong câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt. Thưa các quý vị, câu lạc bộ Sao Việt có quyết định được thành lập từ ngày 17 tháng 4 năm 2023 đã đề ra những nội quy, quy chế, phương hướng hoạt động theo quy định của cấp trên chỉ đạo, luôn lắng nghe, thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Vĩnh Yên và thực hiện tốt mọi ý kiến đóng góp của các thành viên trong câu lạc bộ để làm sao câu lạc bộ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong cuộc sống hiện nay chúng ta có quá nhiều bộn bề lo toan. Ai trong mỗi chúng ta đều có mối quan tâm quan trọng nhất, đó là sức khỏe và trách nhiệm cộng đồng. Chúng ta đang ngày càng phải đối mặt với những mối lo không của riêng ai, đó là môi trường ô nhiễm, thực phẩm độc hại tràn lan không kiểm soát, về thiếu an toàn giao thông, về biến đổi khí hậu và cả những bất ổn trong xã hội ngày nay đã khiến chúng ta suy giảm sức khỏe một cách trầm trọng. Và thực tế mối quan tâm chúng ta nhất hiện nay đó là vấn đề sức khỏe. Chúng ta phải làm sao có thể sống khỏe, sống đẹp, đó chính là niềm vui của mỗi người trong chúng ta. Câu lạc bộ Sao Việt hiện nay đã phát triển mạnh mẽ, không ngừng, nhất là vùng Tam Đảo, số lượng hội viên lên đến gần 200 hội viên, được chia làm 13 nhóm, mỗi nhóm có một trưởng nhóm, chịu trách nhiệm về tổ chức sinh hoạt, xây dựng các tiết mục văn nghệ của nhóm mình, giao lưu văn hóa văn nghệ. Mỗi một tháng 2 lần tại phố cổ Ngô Quyền hoặc quảng trường Hồ Chí Minh vào các tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Khi có các chương trình do tỉnh, thành phố chỉ đạo thì sẽ cùng nhau hợp lại để tổ chức cùng với Vĩnh Yên. Tôi chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt Việt Giang xin thay mặt ban chủ nhiệm quyết định cho tách thành lập riêng câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt vùng Tam Đảo để tạo ra một sân chơi, môi trường văn hóa, văn nghệ lành mạnh, thân thiện, hòa đồng, bình đẳng. Một sân chơi mang đầy ý nghĩa nhân văn, mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, nơi để các thành viên trong câu lạc bộ Sao Việt vùng Tam Đảo có điều kiện phát huy thế mạnh của mình, được thể hiện tài năng cũng như được cọ sát, biểu diễn và trình diễn các thể loại trên sân khấu, là nơi để các hội viên có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn kinh tế, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường nhật cũng như trong kinh doanh. Tôi và ban chủ nhiệm rất mong muốn và hy vọng câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt vùng Tam Đảo ngày càng phát triển mạnh mẽ với số lượng hội viên năm 2025 là 300 hội viên. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Tam Quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi ngày hôm nay có một buổi ra mắt vùng Tam Đảo đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban chủ nhiệm, trưởng các nhóm, các hội viên trong câu lạc bộ cùng các nhóm mời giao lưu, người dân xã Tam Quan, trung tâm văn hóa có mặt trong buổi tối sự kiện ra mắt câu lạc bộ ngày hôm nay. Xin chúc quý vị luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn. Câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt.
2. Bà Nguyễn Thị Hoa, ủy viên câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt. 3. Bà Dương Thị Ngoan, ủy viên câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt. 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, phụ trách truyền thông, MC câu lạc bộ nghệ thuật Sao Việt. Xin kính mời các ông, các bà có tên sau ra sân khấu để nhận quyết định. Và tôi xin kính mời các trưởng nhóm chúng ta lên đứng sẵn ở trên này để nhận quà của Chủ tịch Việt Giang. Tôi xin mời các trưởng nhóm lên đứng sẵn ở trên này ạ. Xanh. 2. Bà Hồng Nhân, trưởng nhóm quê hương. 3. Bà Vũ Ngọc, trưởng nhóm Tam Đảo. Và 4. Bà Lê Tâm, trưởng nhóm Hoa Anh Đào. Xin kính mời các trưởng nhóm ra nhận quà. Chào mừng các trưởng nhóm xuất sắc.
trưởng nhóm chúng ta lên đến sẵn đây để ra nhận quà. Và sau đây là danh sách tặng quà của các nhóm trường. 1. Chị Nguyễn Thị Hiền, trưởng nhóm Tam Đảo Xanh. 2. Chị Vũ Thị Ngọc, trưởng nhóm Tam Đảo. 3. Bà Phan Thị Nhân, trưởng nhóm Quê Hương. 4. Bà Dương Thị Ngoan, trưởng nhóm Hoa Mộc Lan. 5. Lê Thị Tâm, trưởng nhóm Hoa Anh Đào. 6. Dương Thị Trúc, trưởng nhóm Chiều Tím. 7. Nguyễn Thị Lan, trưởng nhóm Hoàng Hôn. 8. Nguyễn Thị Hà, trưởng nhóm Hoàng Hoa. 9. Nguyễn Thị Thọ, trưởng nhóm Hợp Hòa. 10. Nguyễn Thị Ngân, trưởng nhóm Cát Tường. 11. Nguyễn Thị Phượng, trưởng nhóm Cầu Vồng. 12. Nguyễn Thị Mai, trưởng nhóm Mai Vàng. 13. Nguyễn Thị Hoa, trưởng nhóm Hoa Cau. 14. Nguyễn Thị Yến, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Sao Việt. 15. Nguyễn Thị Hoa, ủy viên câu lạc bộ Sao Việt. 16. Nguyễn Thị Hà, MC chương trình. Xin mời các trưởng nhóm có tên chúng ta di chuyển ra sân khấu để nhận quà. Xin kính mời. Tôi xin mời 16 trưởng nhóm có mặt ra sân khấu. Và sau đây tôi xin kính mời chủ nhiệm câu lạc bộ Việt Giang, chủ tịch ra trao quà. Và xin mời các trưởng nhóm chúng ta di chuyển lên sân khấu ạ. Chị Nguyễn Thị Hiền, chị Vũ Thị Ngọc, Phan Thị Nhân, Dương Thị Ngoan, Lê Thị Tâm, Dương Thị Trúc, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thọ, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Hà. Xin kính mời chủ tịch Việt Giang và phó chủ nhiệm Hồng Tám lên tặng quà cho các trưởng nhóm. Việt Giang lên tặng hoa cho hội.
Xin kính mời bà Hoa, bà Ngoan, bà Hiền và bà Yến ra nhận hoa của Chủ tịch Việt Nam. Xin kính mời ban lãnh đạo lên tặng hoa cho câu lạc bộ ạ. Xin kính mời ban lãnh đạo ạ. Và tiếp sau đây tôi xin kính mời bà Liên và anh Lương chuẩn bị. Bà Liên, Chủ tịch Hội Phụ Nữ lên tặng hoa cho hội. Và chuẩn bị, tôi xin mời anh Lê Văn Lương, đại diện cho công an xã chuẩn bị. Xin kính mời chị Liên ạ. Và tôi xin kính mời bà Phan Thị Lan, trưởng ban đền trình. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Thái và ông Dương Văn Hải. Xin kính mời anh Lê Văn Lượng ạ. Và xin kính mời anh Thái và anh Hải. Xin kính mời bà Lan ạ. Và xin kính mời chị ơi từ chị. Xin kính mời chị hội phụ nữ là Hà. Xin kính mời chị hội phụ nữ thôn Tân Long. Và xin kính mời đội của chị Trâm. Và tiếp sau chương trình tặng hoa đó chính là chương trình văn nghệ. Tiết mục đầu tiên đó là tiết mục của đội chị Ngoan. Xin đội chị Ngoan chuẩn bị. Sau đội chị Ngoan đó chính là bài múa tập thể Người Về Thương Quê của chị Hà Hoàng Hoa.